Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là bài viết Muốn trở thành marketer, xin đừng nhầm lẫn giữa marketing và sales của Marcus Marketing School được đăng trên Spy Room. Mình là Việt Anh, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong video lần này. Chúng mình cũng bắt đầu thôi. Một sai lầm phổ biến mà nhiều marketer mắc phải là chưa biết cách phân biệt rõ giữa marketing và sales. Nhiều beginner không biết liệu chúng có khác nhau không, hay những bạn đã có vài ba năm kinh nghiệm thì chưa chắc đã hiểu đúng và đủ về nhiệm vụ của mỗi bộ phận. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc, thậm chí thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong nghề. Vậy, marketing và sales là gì và khác nhau như thế nào? Mỗi bên phụ trách những gì và cần phải có những kỹ năng gì? Hai team S và M, khi đọc bài viết này thì đừng có đánh nhau vì KPIs nữa nhé. 1. Marketing là gì? Sales là gì? Dù marketing và sales đều chung nhiệm vụ sau cùng là giải quyết đầu ra của doanh nghiệp, song mỗi bên lại có hướng tiếp cận rất khác nhau. Bỏ qua vô số các định nghĩa về marketing, có thể hiểu đơn giản như sau. Nếu như sales tạo ra được sức đẩy, đẩy sản phẩm đến với khách hàng, customer, thì marketing lại tạo ra sức kéo, kéo người tiêu dùng hay consumer đến với nhãn hàng, với sản phẩm. Để hiểu cụ thể hơn kéo là như thế nào, đẩy thì ra sao, bạn cần hiểu rõ mỗi bộ phận marketing và sales phụ trách giai đoạn nào trong customer journey. 2. Trách nhiệm của mỗi bộ phận trong customer journey, hành trình của khách hàng là gì? Trước khi sản phẩm đến tay khách hàng, hai đội ngũ marketing và sales phải trải qua rất nhiều bước, theo sát customer journey để có thể thuyết phục được họ. Người tiêu dùng có nhu cầu, tìm đến các nhãn hàng để nhận được giải pháp phù hợp, nhưng trên thị trường có cả trăm nhãn hàng tương tự nhau. Để người dùng chọn tin tưởng một thương hiệu không đơn giản, trước tiên họ phải biết đến thương hiệu đó, rồi hiểu về nó, nhớ về nó, và sau cùng mới nảy sinh mong muốn được sở hữu sản phẩm của nó. Đây chính là khi team marketing nhập cuộc. Cụ thể, team cần đảm bảo các giai đoạn sau. 1. Category need, nghiên cứu về nhu cầu ngành hàng. 2. Brand awareness, khiến người tiêu dùng nhận biết được thương hiệu. 3. Brand attitude, định hướng thái độ của người tiêu dùng về thương hiệu. 4. Brand purchase intention, thúc đẩy ý định mua hàng của người tiêu dùng. Sau khi người tiêu dùng đã định hình mong muốn được mua sản phẩm, họ chỉ cần một lực đẩy thích hợp từ team sales là xong, hàng đã về tay. Giai đoạn thứ 5 này gọi là first time sales. Đừng quên rằng câu chuyện không dừng lại ở đó. Một khi đã mua và sử dụng sản phẩm, người tiêu dùng sẽ có những cảm nhận nhất định, dẫn họ đến những quyết định tiếp theo, như có mua lại lần nữa hay không, hay khen chê như thế nào. Để doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất, giai đoạn này cần sự hợp tác thật ăn ý giữa marketing và sales. Cụ thể, hai bộ phận sẽ hợp sức để cùng tác động vào quá trình rebuy, khiến người tiêu dùng quay lại mua hàng sau khi đã sử dụng, và cuối cùng là refer, khi người tiêu dùng chủ động giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng khác. 3. Các kỹ năng mà mỗi bộ phận cần phải có là gì? Để làm tốt nhiệm vụ của mình, các marketer wannabe không chỉ cần hiểu trách nhiệm của mình là gì, mà chắc chắn phải có những kỹ năng cần thiết. Dưới đây là một số kỹ năng điển hình để bạn tham khảo. Nếu muốn trở thành một marketer giỏi, bạn cần: thứ nhất, nhạy cảm với các xu hướng. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng tốt hơn, tận dụng chúng để tạo ra những ý tưởng có sức hút mạnh mẽ. Thứ hai là có kỹ năng thuyết trình tốt. Có được những buổi pitching thành công là bạn đã đi được một chặng đường dài rồi. Thứ ba là vừa logic vừa sáng tạo. Logic để phân tích thị trường và sáng tạo để đột phá ý tưởng. Thiếu một trong hai, bạn sẽ dễ thất bại. Còn để là một salesman tốt, bạn cần: thứ nhất là giao tiếp tốt. Chắc chắn rồi, vì công việc của bạn sẽ là giao tiếp và thuyết phục được rất nhiều đối tượng khác nhau, với nhiều nhu cầu khác nhau và thách thức khác nhau. Thứ hai là trí nhớ tốt, để nhớ được các khách hàng thân thiết, nhớ mỗi người thích gì, sợ gì, cần gì, vân vân, thì mới dễ dàng thuyết phục được họ. Đương nhiên còn rất nhiều kỹ năng khác mỗi bộ phận cần mài giũa để có thể thành công. Thế nhưng điều quan trọng nhất mà cả marketing và sales đều phải làm được chính là thấu hiểu được khách hàng. Thiếu đi nền tảng ấy, dù là marketer hay là salesman, đều sẽ sai đường. Tản mạn từ văn phòng vào một buổi sáng mưa bão, Marcus. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.